biết là nhớ phim đó không, phim đó lâu lắm rồi. Thì đó thật ra giờ Quân hát rồi, Quân cũng hát thôi, rồi đi về thôi. Thế cách đây không lâu thì mới hát lại bài đó, thì mới nói cho họ Quân biết không, gần như đó là cái bài hát duy nhất mà của anh viết về đồng tính, đã chưa bao giờ viết về về giới tính thứ ba hết. Quân nói chứ nhìn nó như này đó, ủa em không biết, em cứ hát vậy thôi chứ em không biết, và là không biết luôn. Dạ em cũng không biết đó là đề tài đồng tính luôn á, đường đúng người quá ha. Sao anh nói chứ em mà nói em cũng biết là tại sao anh chọn em, mà bây giờ thì em biết rồi, thì bây giờ nhờ em nói thì anh mới là biết rồi đó, chứ còn cái đó anh chỉ chọn đại thôi. Mà nhờ anh nói là anh nói em biết xong em mới hát được cái bài đó mọi người, chứ lúc cái lúc mà cũng thu á là cũng không hiểu, biết không hiểu câu chuyện là cái gì, phim mình cũng không được coi mọi người, mình chỉ thu thôi. Thì ủa, sau này nhưng mà anh Chí ơi, rồi Quân có hát đúng cái tinh thần mà anh mong đợi không? Là sao giờ đúng dòng xa quá vậy? Tôi có ánh sáng chiếu rọi bạn nên là tôi phải hát đúng không? Không phải người nào cũng được ánh sáng nó chiếu ra đúng không ạ? Có lẽ là ở đây khán giả